Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ bảy, ngày 11 tháng 8 năm 2018 có những nội dung chính sau. Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Atapu 10.000 đô la Mỹ khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện. Khánh thành tượng đài Fidel Castro. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục kết nối yêu thương có phóng sự nỗi niềm của người mẹ bị bệnh hiểm nghèo. Năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên làm cuộc cách mạng tháng 8 thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Cách mạng tháng 8 đã mở ra một kỷ nguyên mới cho cách mạng nước ta, kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng 8 là minh chứng hùng hồn cho vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam với đội tiên phong của mình là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình do Đảng Cộng sản lãnh đạo, là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác Lênin ở một nước thuộc địa. Cách mạng tháng 8 đã nâng cao vị thế của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. Năm tháng có thể lùi xa vào chiều sâu lịch sử, nhưng những bài học kinh nghiệm từ cách mạng tháng 8 đối với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay vẫn còn nguyên giá trị. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 11 tháng 8, đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao số tiền 10.000 đô la Mỹ cho tỉnh Atapu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả do sự cố vỡ đập thủy điện vào ngày 23 tháng 7 năm 2018. Tiếp đoàn có đồng chí Bung Hiên Ke Bu Phat, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Đảng và Nhà nước tỉnh Atapu. Trước những mất mát nặng nề về người và tài sản do sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Atapu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ 10.000 đô la Mỹ nhằm góp phần giúp địa phương khắc phục hậu quả. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã gửi lời thăm hỏi và chia sẻ trước những khó khăn mất mát mà tỉnh Atapu đang phải gánh chịu sau sự cố vỡ đập thủy điện. Đồng thời mong muốn tỉnh Atapu cần nhanh chóng khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống cho người dân. Đồng chí Bung Hiên Ke Bu Phat, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Đảng và Nhà nước tỉnh Atapu đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình dành cho tỉnh Atapu. Đồng thời nhấn mạnh đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam Lào nói chung và Quảng Bình Atapu nói riêng. Đảng bộ, chính quyền tỉnh Atapu hứa sẽ sử dụng số tiền cứu trợ đúng mục đích nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, trong chiều qua mùng 10 tháng 8, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Champasak. Tiếp đoàn có đồng chí Đào Văn Hiếu, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Champasak và cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán. Tại buổi làm việc, Tổng lãnh sự Đào Văn Hiếu đã thông báo với đoàn về đời sống của bà con Việt kiều cũng như tình hình đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại bốn tỉnh Nam Lào gồm Champasak, Atapu, Sekong và Salavan. Đồng thời cho biết Tổng lãnh sự quán sẽ luôn quan tâm và làm cầu nối với các tỉnh của nước bạn Lào để bà con Việt kiều và các doanh nghiệp mở rộng cơ hội đầu tư vào bốn tỉnh Nam Lào, trong đó có cả doanh nghiệp Quảng Bình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Công Thuật cũng đã thông báo với cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua. Thông báo về tình hình hợp tác giữa tỉnh Quảng Bình với các tỉnh Nam Lào trong thời gian qua và những định hướng hợp tác trong thời gian tới. Đồng chí mong muốn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Champasak luôn quan tâm, tăng cường giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất và là đầu mối quan trọng để việc hợp tác giữa tỉnh Quảng Bình và các tỉnh Nam Lào ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào. Nhân dịp này, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng quà của tỉnh Quảng Bình cho Tổng lãnh sự quán và Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cũng trong chiều ngày 10 tháng 8, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm nhà máy cà phê Hòa Tan của tập đoàn Đào Hương tại Bắc Xế, tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Nhà máy cà phê Hòa Tan của tập đoàn Đào Hương có tổng vốn đầu tư là 29 triệu euro. Hiện tại, thương hiệu cà phê Đào đã chiếm lĩnh thị trường Lào, Thái Lan cùng nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, và đang thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện tại, tập đoàn này có các nhà máy sấy trái cây, nhà máy sản xuất nước khoáng, nhà máy sản xuất cà phê Hòa Tan xuất khẩu. Đặc biệt, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đào Hương là bà Lê Thị Lường, một doanh nhân người Việt Nam. Đồng chí Trần Công Thuật đánh giá cao sự năng động sáng tạo của lãnh đạo nhà máy của tập đoàn Đào Hương, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, nhà máy tiếp tục tạo nhiều việc làm cho nhiều lao động, trong đó có lao động người Việt Nam. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn lãnh đạo nhà máy tiếp tục có sự đóng góp tích cực trong mọi hoạt động của địa phương, góp phần quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam. Chiều qua ngày 10 tháng 8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới đã tổ chức khánh thành tượng đài Fidel Castro, lãnh tụ lỗi lạc của đất nước Cuba trong khuôn viên bệnh viện. Đến dự có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số cơ quan ban ngành cấp tỉnh. Tượng đài Chủ tịch Cuba Fidel Castro được đặt ngay trung tâm chính diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới trên khuôn viên có diện tích 90 m². Với tổng mức đầu tư 500 triệu đồng do cán bộ, y bác sĩ, nhân viên bệnh viện và các tổ chức cá nhân khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đóng góp. Tháng 9 năm 1973, khi cả dân tộc Việt Nam đang dốc toàn lực lượng cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã có một chuyến thăm lịch sử đến nơi địa đầu tuyến lửa Quảng Bình, Quảng Trị. Trong chuyến thăm này, ngoài những ân tình đặc biệt dành cho miền đất lửa, chia sẻ với những đau thương mất mát do chiến tranh gây nên, Chủ tịch Fidel Castro đã tặng cho nhân dân Quảng Bình một món quà thật sự ý nghĩa, đó là Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Ngày 9 tháng 9 năm 1981, bệnh viện đi vào hoạt động có quy mô 462 giường bệnh, 26 khoa phòng cùng những trang thiết bị đồng bộ hiện đại bậc nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á bây giờ. Từ đó đến nay, Cuba đã cử hàng trăm chuyên gia sang giúp Quảng Bình điều hành quản lý bệnh viện cũng như chuyển giao khoa học kỹ thuật và trực tiếp điều trị cho bệnh nhân. Hiện nay, đoàn chuyên gia Cuba đang làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, gồm có 4 chuyên gia về can thiệp tim mạch, ngoài thần kinh, chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật ung thư. Tượng đài Fidel Castro là món quà tinh thần, là biểu hiện tấm lòng tri ân của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới và nhân dân Quảng Bình đối với Chủ tịch Cuba Fidel Castro, nhân kỷ niệm 45 năm ngày ông đến thăm Quảng Bình, Quảng Trị. Công trình là biểu tượng tô thắm thêm tình hữu nghị anh em, mối quan hệ bền vững lâu đời giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Cuba. Hôm qua ngày 10 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ba Đồn đã thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng thương bệnh binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho hai mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Phan Thị Zét ở thôn Đông Bắc, xã Quảng Thủy và mẹ Trần Thị Nầy ở khu phố 1, phường Ba Đồn. Thăm tặng quà cho các thương bệnh binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một số quà trị giá 2 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tặng nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mỗi nhà được hỗ trợ 40 triệu đồng. Được biết, tổng số tiền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh trao tặng cho mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách trên địa bàn thị xã là 90 triệu đồng. Món quà đã thể hiện sự quan tâm của quận Bình Thạnh đến các mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn thị xã, góp phần động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống. Chiều qua ngày 10 tháng 8, Ban chấp hành Công đoàn Sở Ngoại vụ tổ chức lễ công bố quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở thành viên dự án MAC tỉnh Quảng Bình. Dự án MAC tỉnh Quảng Bình là tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ. Tại Quảng Bình, dự án MAC hay còn gọi là tổ chức MAC thực hiện dự án từ năm 2003 đến nay với số lượng nhân viên người Việt Nam dao động từ 100 đến 200 người. Xuất phát từ nhu cầu thực tế và nguyện vọng của cán bộ, người lao động của dự án trên cơ sở phù hợp với công tác quản lý của nhà nước, Công đoàn Sở Ngoại vụ đã có quyết định số 08 ngày 27 tháng 7 năm 2018 thành lập công đoàn cơ sở thành viên dự án MAC tỉnh Quảng Bình với 117 đoàn viên. Sau lễ công bố ra mắt, Ban chấp hành công đoàn lâm thời dự án MAC Quảng Bình sẽ tập trung hoàn thiện các quy chế hoạt động, chuẩn bị công tác nhân sự để tiến hành đại hội theo quy định. Qua đó, tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động của công đoàn, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, chăm lo lợi ích thiết thực cho người lao động.
Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục kết nối yêu thương có phóng sự nỗi niềm của người mẹ bị bệnh hiểm nghèo. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 10 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh tổ chức sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018. Từ đầu năm 2018 đến nay, Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các xã tăng cường công tác tuyên truyền để nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi, trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Nhân dân trong huyện đã xây dựng mới 118 nhà ở, sửa chữa 55 nhà. Tổng kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm là khoảng 88 tỷ 600 triệu đồng. Các tiêu chí về môi trường, giáo dục, y tế và hộ nghèo tiếp tục được quan tâm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 9,5%, hộ cận nghèo là 9,2%. Đến nay, toàn huyện đã thực hiện được 218 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trung bình mỗi xã đạt 15,57 tiêu chí, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Trong đó có 6 xã đạt 19 tiêu chí. Năm nay, hai xã Gia Ninh và Vạn Ninh đăng ký về đích nông thôn mới. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã tổ chức làm việc với hai xã, kiểm tra, rà soát để chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã được tỉnh phê duyệt. Năm 2018 là năm thứ hai thị xã Ba Đồn thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Dù nguồn kinh phí còn hạn hẹp so với nhu cầu nhưng đã giải quyết được một phần khó khăn cho người dân trong phát triển sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị hàng hóa và đảm bảo phát triển bền vững cho các sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Từ đầu năm đến nay, tổng kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã là gần 1,2 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt đã hỗ trợ trên 750 triệu đồng, bao gồm trợ giá giống lúa chất lượng, hỗ trợ lúa sản xuất tại chỗ và sản xuất tập trung vụ hè thu, hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả, hỗ trợ kinh phí mua cây ăn quả. Lĩnh vực chăn nuôi đã hỗ trợ trên 154 triệu đồng. Lĩnh vực thủy sản đã hỗ trợ trên 290 triệu đồng, trong đó hỗ trợ kinh phí mua giống gà, hỗ trợ cải tạo ao hồ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh do thiên tai, mua giống cá, tôm thả tại tàu nguồn lợi thủy sản, hỗ trợ mua giống cá nuôi thử nghiệm. Thời gian tới, thị xã sẽ tập trung hoàn thành kế hoạch năm 2018 với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng. Hôm qua ngày 10 tháng 8, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn văn học đương đại. Tham dự lớp tập huấn có trên 70 học viên là các nhà quản lý văn học nghệ thuật, báo chí, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Lớp tập huấn được nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Văn học Ngô Văn Xá giới thiệu về các chuyên đề, quán triệt đường lối quan điểm văn học nghệ thuật của Đảng trong quá trình hiện nay, một số vấn đề cần lưu ý trong sáng tác văn học nghệ thuật nói chung, văn học Việt Nam đương đại nói riêng. Lớp tập huấn giúp các học viên nắm bắt được tình hình văn học nghệ thuật, có nhận thức đúng đắn, nâng cao trình độ lý luận, phê bình văn học, nâng cao năng lực quản lý cũng như sáng tác văn học nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay. Hôm qua ngày 10 tháng 8, Khối thi đua doanh nghiệp 1 tỉnh Quảng Bình đã tổ chức giải bóng chuyền năm 2018. Tham dự giải lần này có 80 vận động viên của 7 đội bóng đến từ cả đơn vị trong Khối thi đua doanh nghiệp 1 tỉnh Quảng Bình. Thông qua giải đấu nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao trong toàn khối, tạo không khí thi đua sôi nổi kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đồng thời qua đây tạo sự đoàn kết giao lưu học hỏi lẫn nhau trong cán bộ công nhân viên giữa cả đơn vị trong khối. Với tinh thần thể thao cao thượng, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, những pha bóng đẹp. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho công ty cổ phần Lê Ninh, giải nhì cho công ty Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình và giải ba cho công ty Xăng dầu Quảng Bình. Những mảnh đời kém may mắn, những ước mơ dang dở, những trái tim đồng cảm, trao niềm hy vọng, chắp cánh ước mơ. QBTV kết nối yêu thương phát sóng mỗi tháng 2 chuyên mục vào tối thứ 6 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng, bắt đầu từ ngày 13 tháng 10 năm 2017 trên khung thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, 54 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình, số tài khoản 5331-0000-147424, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình.
số điện thoại 01669 735 555 hoặc 0912 637 537. Sự sẻ chia của bạn sẽ là niềm tin cho những số phận kém may mắn vươn lên trong cuộc sống. Trao yêu thương, sẻ chia hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, sinh con ra, bất cứ người làm cha làm mẹ nào cũng mong muốn thật khỏe mạnh để chăm lo và nuôi dưỡng các con trưởng thành và có một cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng, điều ước bình gì ấy lại quá đỗi xa vời đối với chị Hoàng Thị Hành ở thôn Vinh, xã Thuần Đức, thành phố Đồng Hới. Chị Hoàng Thị Hành đang phải âm thầm chịu đựng nỗi đau đớn của cơ thể do lâm bệnh hiểm nghèo. Sức khỏe của chị giờ chỉ còn phụ thuộc vào từng viên thuốc giảm đau. Đầu năm 2009 mà khi vừa sinh đứa con thứ ba ra thì đau đi vào Huế khám, họ chẩn đoán là bị ung thư phổi. Nên có vào viện Huế là điều trị xạ trị hóa chất xong thì có 2-3 năm về thì có đỡ thì sức khỏe hẳn có ổn định, là cũng lăn lộn làm lùng nuôi con mấy năm. Cuối 2015 là bị lên cơn đau ở sau lưng, rồi cuối cùng bị liệt chân không đi được. Rồi mà bây giờ chứ khi mà nghe bắt đầu đau cái là chồng bỏ đi theo người khác, là trong nhà chờ bạn hết cũng còn một cái chứ đạn giả nữa. Đau là cái tình từ khi đó đến bây giờ là 10 năm rồi. Đau đớn thường trực trong người rồi. Cái mồm lên cơn đau. Cắn răng với những cơn đau, bệnh tật dày vò, nhưng không lúc nào chỉ lại thôi lo nghĩ đến các con. Ba người con trai, đứa lớn năm nay đã 28 tuổi nhưng vẫn chưa có việc làm ổn định. Đứa thứ hai học xong lớp 9 đang có nguyện vọng vào trường nghề và đứa út năm nay lên lớp 4. Cả con đang tuổi ăn tuổi học, cứ thay nhau đỡ đần, chăm sóc cho mẹ mỗi khi ốm đau nằm viện. Gia đình chị Hành ấy, rất là tồi. Một mình chị là cứ chạy vậy, bệnh viện đi rồi bệnh viện khác, là một thân một mình. Ba cái đứa con, toàn là con trai. Một cái đứa sau cùng là vo chặt cho mẹ, vì là đi quăng bịch quăng đồ là không có ai cả, nhìn thương lắm. Là hoàn cảnh của chị là chồng bỏ rồi mà con nhỏ, mà con quá dài, mà con trai cả quá giúp đỡ. Cha mẹ thì già yêu, anh em thì cũng có, nhưng mà phần nào. Anh ở đây thì chị em ở xóm cho ở đây họ cũng giúp đỡ, nhưng mà so với cái hoàn cảnh điều kiện thì cũng còn khó khăn nhiều. Thành ra nhờ cấp trên, nhờ các cái tổ chức, nhờ các đoàn thể là cố gắng giúp đỡ cho chị được phần nào phần đó. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Đã có lúc vì quá đau đớn do bệnh tật không thể chịu đựng được nữa, người phụ nữ này đã có ý định buông xuôi. Nhưng rồi vì nghĩ đến các con mà đã cố gắng gượng cho đến hôm nay. Tâm nguyện lớn nhất của chị bây giờ đó là một mai khi chị không còn trên cõi đời nữa, nhưng các con của chị vẫn có thể sống tốt để lớn lên và trưởng thành. Nhưng muốn sống để mà đôi khi đau đớn không chịu nổi, nhưng mà muốn ngủ gắng sống để dìu dắt con lên quá dài đi. Ngày vì anh đau, những con nhỏ bây giờ lớn ở cái mái này đó, muốn sống thêm để mà trông chờ con, thì con nó trưởng thành thêm cái nâng con thứ dài quá đi, dù dắt bay về cho những chỗ dừa tinh thần cho con.
mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị Hoàng Thị Hành xin gửi về địa chỉ chị Hoàng Thị Hành, thôn Vinh, xã Thuần Đức, thành phố Đồng Hới, số điện thoại 0129 275 7186, hoặc qua chuyên mục Kết nối yêu thương, phòng thời sự truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, số 54 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình, số tài khoản 5331 0000 147 424, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình, số điện thoại 01669 735 5555, hoặc 0912 637 537. Cảm ơn Công ty Cổ phần Tổng Công ty Sông Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 11 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 111,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là 40 đến 60 km một giờ, giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển, sau đó chuyển hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13 giờ ngày 12 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là 50 đến 60 km một giờ, giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70 km, tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, vùng gió mạnh cấp 6 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 109 độ Kinh Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp 3. Cảnh báo mưa lớn, từ đêm 13 tháng 8 do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên và di chuyển về phía Tây, nên ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Ngoài ra, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên trong đêm nay và ngày mai 12 tháng 8, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, cả vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rông mạnh, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn cấp 1. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.